đam mê là cứ nhích đi bạn ạ. Đời nó không dài đâu. Cuộc đời nó chỉ có 60 năm để sống và tận hưởng. Trong đó là 20 năm đầu là chúng ta sống là phải phụ thuộc vào gia đình rồi. 40 năm tiếp theo, 40 năm là quá dài rồi đấy. Thường thường ấy thì chỉ có khoảng độ 30 năm thôi là quyền quyết định trong tay ta. Và khi mà chúng ta đã lớn tuổi rồi ấy, thì các con ấy, là nói là nhiều lúc là phải nghe ấy. Chứ không có chuyện là cãi con được đâu. Đấy, vì lúc cha già cãi con mà. Đấy. Tuấn Hà Lào Cai xin mời các anh vào chiêm ngưỡng xe, và thích cái nào là các bác có tuổi rồi mà tiền trong tay ấy thì đừng có suy nghĩ nhầm gì nhiều cả. Đấy, chốt và chốt luôn. Ủng hộ em nhá. Đây, hôm nay Tuấn Hà vừa về một con Jim Thái. Vừa mới về đến nhà xong. Xe vừa mới đỗ xong. 3-2-3-3-2. Biển số thủ đô 29Y. Chiếc xe này thì Tuấn Hà vừa mới mua là 45.500.000 đồng cả ship về đến đây. Và cộng anh em 3 triệu là 48.500.000 đồng là lên đường luôn. Là lại thứ này là chở đi luôn. Đấy, máy thì zin rồi mà không bị sơn lại nhá. Đấy, Tuấn Hà sẽ dắt xuống và test thử cho anh em xem. À, chào em. Cháu cứ vào quay trong kia đây để chú dắt cái xe này xuống nào. Nhanh nhanh đi mất rồi. Khách gửi đến cho em mà cũng bọc khá là kỹ đấy. Các bác vào like chia sẻ. Vừa lấy nói lại quên mất rồi. Con xe này chỉ có mua có bao nhiêu nhỉ? Mua 45 củ. 45 củ cộng với tiền ship về nữa là 45 củ 500. K bây giờ là cộng thêm 3 củ nữa. Cộng 3 củ. Anh em bọc dán cẩn thận phết nhỉ. Anh em gói nguyên cái chăn vào đây ngại quá. Ha. Đây quay cái này xuống. Dắt cái xe này xuống ra. Ten 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 ten. Đấy rồi, hàng về. Hàng về. Tuấn Hà test luôn thử cho anh em xem nhá. Giá cộng của 3 củ nhá. Anh em vận chuyển bật cửa ống xích mình ra này. Lắp lại ống xích. Đây, phải lắp lại cái ống xích. Vâng. Xin chào gần 200 người đang theo dõi đường live của Tuấn Hà. Tuấn Hà vừa mới mua được một chiếc rim Thái. Con này trông cứng cáp phết anh em ạ. Lốc máy cũng zin và đẹp đấy. Em bật flap lên. Average 2010. Mình có con màu đen, một màu đỏ đấy. Không có cam. Đây. Lốc máy yếu thế. Khung lườn nào. Đây, khung lườn này khá phết. Cộng có 3 củ anh em nhá. Chưa đến 50 củ đâu. Đấy, anh em nào lại cho nó về thủ đô hộ mình cái. Lộc lá tí ngày rằm. Anh em nào chốt thì ủng hộ luôn này. Đấy. Cộng mỗi 3 củ. Văn nghệ ngày rằm. Đấy nhá, đầu zin đét là đẹp rồi. Này máy này nhìn là ok rồi đấy. Còn cái gì thì còn, mà không còn cái gì thì cũng chịu. Đấy. Bô 2543 đít loe. Chắc phải tháo cái hộp xích ra lắp lại cho ạ. Được chưa? Ok rồi. Đấy, nhũ giảm sóc zin nhá, không bị sơn lại, có sứt sẹo này, nhẹ nhẹ này. 67 có đấy anh ạ. Đấy, vành hốt xi mã G đồng hoàng nhá, vành vẫn zin theo xe này. Hốt xi mã G. Vẫn chạm.
phải tháo cái lốp dưới xuống, tháo rồi lắp lại, tụt hẳn xuống lắp lại. Chìa khóa đâu nhỉ? Khóa nó để kéo. Hiểu không? Bóc hết ra xem nào. Anh em chốt em là đỡ phải bóc ra là tí là gói lại luôn này. 48 củ lăm. 48,5 củ. Đấy, vận chuyển về là nó lệch cái hộp xích thành ra là dắt nó kêu. Con này là máy zin tuyệt đối này. Lốc liếc đẹp này. Chỉ có Tuấn Hà. Vâng, cảm ơn anh. Đấy, một chiếc xe là thủ đô mà đầu bò cũng mộc mạc cái này là ok này. Đấy. Ốc đầu bò là zin đét rồi. Supat chưa chỉnh nhá. Giá hợp lý cho anh em nhá. Có mình mua 45,5 củ cộng 3 nhá. Cộng cho anh em 3 củ thôi, dễ chơi. Đây, có cái này xấu tí đây. Đây. Lườn hơi bong tí. Tất nhiên nếu không lỗi đấy thì em cũng đã được thông báo về lỗi này rồi. Cháu bỏ hẳn cái hộp xích ra. Mai lắp. Đấy, để nguyên thế này. Đấy, chìa khóa trước ở đây để test tiếng lỗ cho anh em nghe. Đấy. À, anh em gói rất cẩn thận đấy, nhưng mà mình phê bình anh em là dán trực tiếp vào yếm của mình như này là không thích nhá. Xe của mình là bọc gói là không có chuyện, các bác mua của xe của em là bóc ra là không có chuyện để keo lại như này đâu. Như này là bị mất điểm đấy. Vì cái này là dân, là người ta bán cho em chứ không phải là thợ. Cái thợ thế này là em mắng rồi đấy. Keo dính đầy, lại mất công lấy xăng lau đi. Bóc lốt đây. Này, lấy cái dao bóc lốt đây. Đấy, anh cho em ít thế, em không bán đâu. Em cộng 3 củ vì nó thật với anh em là giá là rất yêu thương rồi. Con này là máy zin. Vành, vừa nhìn thấy vành trước là còn rồi đấy. Đấy, uy tín này cơ mà. Không khói muộn thế nào nhá. Đấy, chúc mừng anh em là nếu anh em là chốt được là được một con xe máy ngon, biển dễ nhớ này. Con này nhá là biển tỉnh thủ đô anh ạ. Đấy, 29i Ứng Hòa. Vâng. Máy lổ êm chưa? Ui, thế này mà không xuống tiền nhanh thì tí sợ lại không đến lượt đấy. Em không bán đắt hơn đâu, em bán đúng cần đấy tiền. Chưa bao ship nhá. Anh em tự thả tiền ship. Em cứ được lương 3 viên là ấm bụng rồi, là em lấy mỗi thế thôi. Còn bác nào mà muốn cho thêm nữa thì em cũng không lấy đâu. Đấy. Đấy. Ok này. Đấy. Ok ok. Bình xăng mình trước là ok rồi. Đấy. Nói tóm lại là có thế thôi, em vừa mua được cộng 3 củ. À, hơn nữa thì cũng không cộng. Đấy, bác có cho em 5 củ thì em cũng không xin, em chỉ lấy 3 củ thôi. Bác tự trả tiền ship. Được cục máy cực ngon, hộp xích cũng không bị sơn lại đâu, nhưng mà nó vừa lấy nó bị lệch thì em đang tháo ra. Đấy. Quay hẳn sang bên này cho nó sáng này. Xem con này đời nào nhá. Em còn chưa biết đời nào. Không anh ơi, em cộng 3 củ là nó là 48 củ 5. Em chưa bao ship Thái Nguyên 400k. Con này đầu máy 822 nhá, đời 2001 rồi. Con này đời chót rồi. Thuộc dạng đời chót rồi. Gần gù vẫn còn nhá. Ai giả vành zin cả đôi luôn này. Nguyên đôi vành này nó đã đắt rất là nhiều tiền rồi. Anh em nhá, vành zin cả đôi, ôi bán nó rẻ quá. Ơi ơi. Thôi, nói là bán này. Giờ không nói lại. Lam tử không nói lại. Mình là đàn ông không nói hai lời đấy. Bây giờ em bán là chỉ có 45,8 củ. Còn vào đâu thì vào, có gì thì anh em dùng cái đấy. Còn các bác có thích em đi thử thì chờ một tí cháu ra. Nó cầm cái gậy em sẽ test thử cho các bác xem máy nó thế nào. Máy con này là zin chất rồi đấy, máy không bàn rồi đấy. Cục máy này là uy tín rồi. Anh em nhìn cục máy như này là uy tín rồi đấy. Anh em là chốt thì số lô chốt thì anh hành động đi, anh bây giờ ai hành động trước là được đấy. Và MB số điện thoại này luôn anh nhá. Và
Dạ vâng. Dạ giá em công khai rồi, thiếu em không bán, hơn em cũng không bán. 48,5 củ là của em, còn tiền ship là của anh. Thì chuyển luôn được chứ, không chuyển luôn nhưng bây giờ thì live xong phải đi ngủ mai mới chuyển chứ. Xe đang Lào Cai chứ. Vâng. Vâng, anh bắn đi. Vâng. Đấy, thế là em nó hình như là lại bị dính đòn rồi này. À, cháu cầm đây cho chú test thử, dù sao vẫn là của chú, khi nào tinh tinh nó mới là của người ta. Đây. Test thử cái xem nào nó có uy tín không nào. Khách bảo uy tín lắm à. Khách tả uy tín lắm, em đi thử xem uy tín không nhá. Ui giời. Rất uy tín đấy, máy ngon, côn không réo rú nhá. Côn bám tốt, máy đổ đếm từng tiếng. Bác nào chốt thì chốt, em cộng có tí gọi là lương ngày thôi. Máy căng không khói muộn. Thôi, đi sản phẩm khác. Hôm nay em đã cũng uống được mấy lon bia, thành ra là mặt cũng hơi tưng tửng tí. Mới lấy con 30 rồi, ok anh. Thôi, xe ít tiền thì em bán nó rồi. Mà không biết là chưa thấy tinh tinh đâu. Bác nào cứ hành động trước là của bác. Bây giờ là 19:51 nhá, chưa thấy ai bắn. Còn ai bắn trước là của người đấy. Đây. Chúng ta đến với sản phẩm Dream Việt Nam. Chưa được gửi xăng và cũng chưa từng đăng ký. Sản phẩm này lưu ý với anh em là giá nó không hề rẻ nhá. Không dành cho anh em cân đối với đong đếm nhá, dành cho anh em sức khỏe dồi dào. Chứ anh em mà yếu là không làm được mà cũng không lên hỏi. Đấy, phải đắt lắm. Đây, một con xe 2013. À, hồ sơ đăng kiểm là gọi là không phải hồ sơ mà gọi là áo em chưa mặc một lần. Đây. Đấy. Ôi Thái thì Tuấn Hà đang có giá nó từ hơn 40 trở lên anh ạ. Đấy nhá, con xe này là chưa từng đăng ký và cũng chưa từng được gửi xăng. Giá thì anh em phải vào vùng kín vì đây là đồ chơi dành cho những người đàn ông trưởng thành nhá. À đây, cái này nó mới quý, anh em nhìn không em cái này. À, tổ ong hay tổ vò ta. Đấy, xe mua về ế suốt từ thời 2013 giờ trả được đi. Làm chỗ cho anh em, cho những con tò vò mấy con ong nó làm tổ đây. Đây. Hơn 40, ok anh Tiến Thành. Đấy, lại có người gọi. Em đây. Alo. Em đây. Em có 1 phút ở Zalo. Gửi gì? Nhá. Anh bảo cái gì? Em gửi cho anh con xe Jeep đúng 1 phút anh xem ở Zalo anh cứ định luôn. Anh làm sao mà gửi được anh? Em đang vừa mới mua về đến nhà làm gì đã có hình ảnh gì đâu mà gửi. Em chỉ chụp qua là em gửi cho anh cái một cái thôi. Không, bây giờ em đang phát trực tiếp, anh có xem thì xem thôi chứ em không chụp được. Ờ, xem ở chỗ nào nhỉ? Ờ, thế giới xem mấy tuần nào cái anh vào Facebook của xem chứ. Rồi. Vâng. Đấy, tức là bác ấy vẫn đang gọi là cân đối. Thì anh em nào hành động thì cứ hành động thôi. Nhưng mà bây giờ em cứ tôn trọng tất cả mọi người đều có quyền như nhau. Cái nào tinh tinh trước là của anh. Đấy. Còn em thì em không hứa hẹn bởi vì bán là bán online. Số tài khoản đây. Và đây, em quay lại một lượt này nữa nhá. Tuyên bố với anh em nhá là mua về đến đây nói sai nhá. Tuấn Hà không có cái cửa hàng lớn như này. Đây. Giữa bóng đèn nha, không nói sai. Tuấn Hà vừa mới mua là 45 củ này, cộng với tiền ship về đây. Đấy là 45,5 rồi, thì cộng 3 là thành 48,5 củ. Chiếc xe này đời đầu máy 822 nhá, đời chót rồi. Máy zin nhá, nếu sau live vẫn chưa bán được thì ngày mai anh em sẽ phải mua ở cái mầm giá là hơn 50 nhá. Chứ không phải là cái giá này đâu. Bởi vì là bán trên live này là cộng tí văn nghệ cho nó vui. Đây, củ máy nó đẹp nhá. Củ máy zin chất. Côn chưa mở, đầu bò chưa mở. Đấy, cái này là Tuấn Hà cam kết là đầu bò, 40 đầu bò chưa mở này. Máy đang lổ này. Thế còn vành hai cái là vẫn Ghost Seeker nhá. Con này đời cao Ghost Seeker rồi. Để phát lổ ngay.
lốc cua lốc điện rất đẹp, đầu bò đẹp, đầu bò chuẩn chuẩn đẹp Tây Bắc à, quên quên mồm, chuẩn đẹp Hà Nội nhá. Còn Tây Bắc thì nó không thể vàng vàng này được đâu, Tây Bắc thì nó sẽ trắng sáng chứ nó không xỉn xỉn này. Tây Bắc mà những xe đi nhiều lắm thì đầu bò nó mới xuống như này. Dạ không bao ship anh nhá, em cộng có 3 thôi, anh cứ mặc cả với em làm cái gì. Ngày mai anh sẽ đâm vào cái ô 55 đấy. Đấy, ngày mai nếu như cái này em chưa bán được, ngày mai em sẽ bán 55. Nói thế cho anh em chốt cho nó nhiệt tình. Đấy. Ship Thái Nguyên là 400.000 anh tự trả, em không trả. Cái gì của em là của em, còn cái gì của anh là của anh. Không lằng nhằng gì cả. Đấy. Anh em là chốt thì cứ tinh tinh. À, là đây, các anh cứ lấy cái này mà làm điểm điểm bắn đấy, đừng bắn trượt là được. À, 15k thì 15 thì em không có, 15 củ em không có rồi. Hôm trước có con đang lên nên chỉ có 5 phút sau là nó bay mất luôn. Mà chả biết bác chủ bác nhận xe chưa, chả thấy bác phản hồi gì cả. Đấy, còn anh em mà kinh tế khỏe thì đến với em này. Xin thông báo đến giờ này là vẫn chưa thấy tinh tinh nhá. Anh em nào hành động thì cứ hành động, PG133 triệu bạn ơi. Còn con xe này ấy là Tuấn Hà nói với anh em là sản phẩm là cần được bảo tồn nhá. Em này là hải quan cầm tay. Đấy. Xe vẫn đang còn. Hiện tại là bây giờ là anh em là bắn hành động thì cứ bắn thôi. Tin nhắn nào đến trước thì nó sẽ xe của cái, còn tin nhắn nào đến sau em sẽ bắn lại. Chứ không có chuyện mà Tuấn Hà lấy cọc của các anh xong rồi không có xe đâu. Đấy, yên tâm. Đấy. Đây, một chiếc xe là 2013, ế từ 2013 giờ. Là cũng chưa được đổ xăng, vẫn chưa được đi. Khổ thân em nó, sinh ra không được phục vụ mà sinh ra chỉ được để ngắm. Đây. Cái gờ lốp anh em nhìn nhá. Cái dầu lốp này. Đây, đầu bò thì nó cũng xuống rồi. Chứ nó cũng không phải là trắng đét đẹp như là những con xe Alpha 2024 đâu. 10 12 triệu có đấy anh ơi. Nhưng mà không phải là rim đâu nhá. Đấy, còn con xe này mời anh em tham khảo nhá. Tuấn Hà vừa mới bê về để trưng bày đấy, nhưng mà giá nó buốt lắm. Đấy. Em thấy có một cái tin nhắn rồi, để xem nào nó là tin gì. Vâng. Tin nhắn SMS chắc là cộng tiền rồi. Vâng, số tiền đã được cộng nhá. Đã được cộng 10 triệu. Như vậy là chiếc xe ở ngoài sân là chính thức đã có người đặt cọc, đặt gạch rồi nhá. Đã có người gạch rồi, xin các bác chuyển sang vấn đề khác. À đây, cái xe này là 11 triệu này. Đấy, Honda Wayblade. Chẳng biết được của ai, hãy nhắn cho em cái chuyển tiền, cái bưu chuyển tiền vào cái Zalo. À quên, lại nói nhầm. Và cái dép lào cho em cái. Những cái từ cấm không được nói là em không được nói thẳng. Đấy. Anh em thông cảm là Tuấn Hà cũng đang phải học cách làm người. Làm người sống ở trên mạng. Mà nói động nói đến những cái từ nó nhạy cảm mà phở bò cấm hay là tốp tốp cấm là không được. Đấy. Em đã nhận cọc rồi, 10 củ rồi. Thì không biết là bác nào cọc trước thì bác nào đã cọc rồi thì nhắn lại cho em cái số dép nào cho em nhé. Chụp ảnh cái bưu chuyển tiền cho em và gửi vào cái dép nào cho em cái để em xác nhận. Đây, những con xe mà gọi là hàng ế nhá. Hàng là không có duyên được sử dụng mà chỉ có duyên được ngắm thôi. Rất nhiều người là chê mà đắt rẻ. Thế nhưng mà đến giờ này mà nói thì Tuấn Hà trước có mấy con mà bán ấy thì chúng ta bán nó rẻ hơn là cái con này. Thế nhưng mà đến giờ này mà nói thì cũng chẳng còn nữa để mà anh em ta bình luận là đắt hay rẻ. Đấy. Em cũng có mỗi cái mới mua được. Nhưng mà cái này thực sự là anh em là nó quá đẹp đi, nó quá là mới đi. Chủ xe không phải là để dưới mặt đất mà để cách mặt đất 2m. Cho nên thành ra là nó không bị lấm mốc hay là bị độ ẩm nó tác động gì cả, nên là không bị rôm sẩy hay là mụn nhọt gì cả. Em này sản xuất 2014. Đấy, còn cái con mà 2016 quên, xin lỗi. Còn cái con này là 2013. Đấy, còn con này là 2013. Đều là hàng mà chưa có kết hôn lần nào. Thế nhưng mà xin lỗi anh em là con xe này thì nó lại ít rất nhiều lần so với con Alpha vừa nãy. Ít rất nhiều lần. Vâng. FZ thì mình không có rồi. FZ là chưa có một con bán mãi mới bán được.
xin lỗi là FZ thì rất rẻ, thế nhưng mà lại bán rất khó, không hề đơn giản. Kiếm lâu lâu lắm mới được một người khách tìm SZ thì anh. Đúng là phải sốt Z mới tìm SZ anh ạ. FZ khó bán thế như vậy. Đấy. Còn những cái con xe như này thì em lại không thích là nó đắt hàng quá. Bởi vì đắt hàng quá là nó đi hết, không còn được ngắm nữa. Lít 125 thì hiện tại là lít thì hiện tại là em không còn, lên không còn. Tuấn Hà bây giờ hiện tại là chủ yếu là có những con xe mà trên này mình ảnh của các bác đang nhìn thấy ấy. Đấy, là các bác cứ thích con nào cứ chụp ảnh cái màn hình cái rồi check dép nào cho em cái. Thì em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho các bác chốt nhé. Đây những con xe mà thuộc dạng để gọi là càng lâu thì càng yêu. Anh em ạ, hơn 400 người cho em nói một câu nhé, nói này này. Chúng ta sống ở cuộc đời này thích cái gì mà không mua được nó bứt rứt, nó khổ lắm. Nên là các bác mà có điều kiện kinh tế rồi ấy, thì cứ vào kênh của em, thích cái nào nhích luôn, không phải lằng nhằng 35 năm gì cả. Cuộc sống nó vô thường lắm, thích cái gì mà không làm được thì nó thành gọi là gì nhỉ, các cụ gọi là cái gì các em quên mất rồi. Đấy, gọi là di nguyện, ước nguyện của mình mà không làm được trong lúc sống mà là gọi là xong rồi để lại cho con cháu, là bảo con cháu là phải làm cái điều này cho mình ấy. Cái là tàu cái câu này Tuấn Hà không nhớ. Đừng có để phải như vậy, thích cái gì làm luôn, thích cái xe đơn giản đấy mà có nhiều tiền đâu, cứ bảo nhiều nhưng mà nhiều với người ta chứ với mình có nhiều đâu không anh. Đây, như em thích đây gần 400 cái, các bác bảo em không thích à, em không thích mà sao mà em khùng như vậy, em bỏ ra rất nhiều tiền như vậy để em sở hữu vào đây. Đây, đừng có bảo là thằng này nó chỉ buôn nó nói thế thôi nhá. Xin lỗi đi, Việt Nam này được mấy người mà làm như em, phải rất đam mê thì mới ôm cần này xe đấy. Bởi vì nếu như cái xe này của em không bán cho đúng người đam mê ấy, mà mang đi bán gọi là bán kiểu là bán ở ngoài chợ ấy, xin lỗi là giá trị nó không được bao nhiêu cả, vì em mua rất là đắt không phải mua rẻ. Đấy, như con xe này chẳng hạn, nếu mà tính từ khấu hao nhà nước thì bây giờ nó khoảng độ 52 triệu. Nó lở ra hay không lở ra thì bạn đừng có nói đến làm gì nữa. Là vì là như này này, bởi vì nếu như bây giờ cái xe này mà em không buôn nữa, em không làm nghề nữa, thì tất cả những cái xe này chỉ để ngắm thôi, đúng không ạ? Thì bây giờ các bác không mua cho em thì em chả để ngắm thì làm nào. Mang đi cân đồng lát thì xin lỗi Thái Nguyên nhận có mỗi còn triệu thôi. Đấy mà bây giờ là mà làm trong nhà là mấy chục tỏi bán nhanh thì nó được 300 con là 300 triệu làm gì đâu. Đấy, anh nào mà đã chốt được em này rồi thì cho em xin cái check tin nhắn vào Zalo cả nhá. Lại Zalo rồi. Dép nào. Rõ ràng là cộng rồi mà không biết là có ai nhận chưa. À đây rồi. À, cảm ơn bạn Bình nhá. Mình nhìn thấy ảnh đại diện rất là trẻ đây. Có rồi, bạn Bình nhá. Chúc mừng bạn đã bốc vào ô 3223. Đấy. 3 2 3 2 3 2 3 3 2. Cái số này em đọc cứ hay bị nhầm. Đấy, 3 2 3 3 2. Chúc mừng bạn đã sở hữu. Đấy, bạn cũng đã hỏi rất nhiều xe rồi đây, nhưng mà hôm nay bạn rất nhanh tay. Chúc mừng bạn. Còn anh em nào đang cân đối thì mong thông cảm nhé. Đây, có con Honda Lead đây, nhưng mà có xe này đang để đi ạ. Hôm nay tôi nào uống bia nói hay hơn mọi khi. Đấy, bác cứ động viên em thế, ngày mai em lại làm lon bia nói cho nó mướt mượt mượt luôn. Đấy, anh em nhìn này. Đấy, phát lộc lộc phát. Đấy, đón luôn. Tất cả những cái xe này, đấy, con xe này là em cho đón cửa ngựa quay vào nhá, mang lộc về nhá, chứ không phải là lộc phát đi đâu. Đấy, phát lộc rồi lộc phát, nhưng mà ngựa mang lộc về. Phong thủy cả đấy anh em ạ. Đấy, các bác muốn nhiều xe như em cũng nhớ mua cái biển đẹp như này, nhớ để nó quay vào nhá. Con này mà quay ra cái là nó mang hết lộc đi đấy, đừng có đùa. Không đơn giản đâu. FZ xanh đâu, anh nhìn thế nào mà thấy FZ xanh vậy? Em đây có con này không phải là FZ đâu, con này là con 15 triệu. Bao máy zin, bao chạy 80 km/h vẫn chạy tốt. Đấy. Con này có 15 triệu thôi. SH màu xám xi măng bóng. Con xe này xin lỗi anh em là em mua cái lúc thời điểm nó đắt.
Thì bây giờ em bán đâu đó lỗ khoảng độ chục triệu. Giá công khai luôn này, em mua là 65 triệu, bây giờ bán 55 triệu. Đấy, bác là cứu em thì cứu xe chạy có 5 nghìn thôi, cái gì cũng đủ. Đấy, xe này nó có cả ABS luôn. Bác nào cứu em trong quăng cho em quả phao em vào bờ. Đấy. Anh em bảo là em mua là nó lở à? Đấy. Mua xe cổ em nói anh là để lâu em không sốt ruột đâu, nhưng mà mấy con xe đời mới này thì nói thật là để lâu nó lại xuống giá. Thế mới đau em. Thành ra là những con xe mà như thế này là bây giờ là đang gọi là gãy gãy răng. Gãy hai cái tát vào mồm. Và trái cái giả và phải cái cho nó nhớ luôn đi. Đấy. Các bác giúp Tuấn Hà nhớ, thấy Tuấn Hà phát trực tiếp rồi các bác thấy hay thì cho em cái like nhá. Thưởng cho em cái like, nó không mất gì đâu. Nhưng mà thưởng cho em phát bổ xẻ nữa. Đấy. Ít tiền nhất của em đang có là giá 38 triệu, ngày hôm nay đang giảm giá 1 triệu còn có 37. Nó là chiếc này, anh em chốt ngay vào luôn thì nó sẽ được hưởng giảm giá này. Không có này lại phải đợi tận mùng 1 tháng sau. Mùng 1 tháng tới. Đấy. Đây, con này là 38 củ. Chốt ngay bây giờ thì còn 37 củ, giá bao gồm xe và đăng ký, chưa bao gồm các loại khác. 67 ở đằng sau bạn ơi. Bạn chờ một chút thì mình lạc vào chỗ 67 nhá. 67 rẻ lắm, có 16 củ thôi mà hôm nay lại được giảm giá 500. 500k. Ek 2010 các anh hỏi làm gì, giá là cao lắm. Nếu nó rẻ xin lỗi các anh là không còn ở đây đâu, nó bay hết rồi. Mua đắt thành ra nó ế lâu. Đấy. Rất ít nữa này. Honda rất ít này. Hôm nay em có chia sẻ cái video mà cách chỉnh ly hợp thì rất nhiều anh em cũng đã xem và chia sẻ, nhưng có nhiều người bảo là cái này trẻ con nó cũng biết, nhưng đâu phải là bạn biết thì người khác cũng biết đâu, thì mình cứ chia sẻ ở đây. Thế các bác mà biết thì thôi không nói gì, còn anh em chưa biết thì xem thấy hay thì áp dụng, mà không hay thôi. Cái Tuấn Hà nói thật với anh em là mình phục vụ làm dâu trong họ, có phải là bạn biết thì người khác cũng phải biết đâu. Đấy. Con vừa lấy là em quay là con chưa đăng ký chưa đổ xăng. Đây, 67 đây anh em ơi. 67 hay là còn gọi là khẩu súng lục ấy. Đấy, nhắc đến súng. Đây. Biển Tây Linh nhá, 70 Tây Linh. Anh Hà Minh Tuyền ấy, con đấy một đồng lớn đấy anh ạ. Một củ to anh ạ. Đây, anh em nhìn nhá. Đây là một con xe hoài niệm, nó giá trị lịch sử thì nó cao hơn giá trị sử dụng. Đấy, nhưng mà nó được gắn quả này rất là hoành tráng. Đấy. Con xe này em bán với cái giá 16 củ. Bây giờ các bác mà chốt trong đơn trong buổi live này thì được tặng thêm 500k, vẫn được bao ship anh em nhé. Giá không thể rẻ hơn được nữa, và bốn một cái xe là tất cả mọi chi tiết nó vẫn đang hoạt động tốt. Không nói là đồ theo xe còn nhiều, thế nhưng mà đây còn ghi đông là sổ lỗ này chắc chắn là theo xe rồi. Đấy, còn những cái khác thì anh em cũng không hỏi nhiều làm gì, bởi cái tầm giá như thế này thì cũng không có gì để trình bày nhiều cả. Hoạt động tốt nhá, số thì 1 tiến 2 3 4 lùi. Đấy, còn anh em hỏi là nó nguyên bản hay không thì anh em tự hiểu là cái xe nó có mười mấy củ còn tặng cả ship thì anh em cũng thông cảm, mà có cái gì mình dùng cái đấy. Chứ bây giờ mình đi sâu đi sát vào cả đòi hỏi mọi thứ đều zin ấy thì xin lỗi anh em là tiền trăm còn chưa mua được. Đấy. Cái gì nó phải thực tế, đồng tiền nó đi liền với khúc ruột. Đấy, có cái này là zin là chắc rồi anh em nhé. Anh em ạ, 100% cái này là zin. Đấy. Cái này cũng còn đầu bò cũng còn này, chưa thay. Đấy. Phách số khung, số máy là chuẩn, đăng ký cũng chuẩn. Thế còn những cái khác thì còn cái gì ta xài cái đấy. Ít tiền quá mà đòi hỏi nhiều lúc là cũng không được. Đấy. Cái vé 300 khác và cái vé 500 nó cũng khác nhau mà anh em. Đấy, người ta sự phục vụ khác nhau mà. Đấy. Ở đây là một sản phẩm giá trị hoa liệm. Dream tầm 4. Có anh ơi, Dream tầm 4 thì em hơi bị nhiều luôn. Không phải là ít mà hơi bị nhiều luôn.
Con Dream xanh anh nhìn thấy ở đâu ta? Dream xanh ở đây. Đây. Con Dream xanh này thì bây giờ Tuấn Hà đang bán với cái giá là bao nhiêu nhỉ? 80 anh ạ. Vâng, vừa con này là mua 75 cộng 5 thành 80. Anh em nào bụp thì bụp mà không bụp thì lại để chơi. Đấy. Hàng này là hàng 2005, 2006. 2006 mới có màu này nhá. Cam đoan là anh em là đăng kiểm là đúng màu xanh nhá. Vâng, cảm ơn anh Bảy Nguyễn. Vẫn chưa được lấy được cái hồ sơ về giả cho anh em, vẫn đang ăn không ngon ngủ không yên đây anh này. Phải uống bia để cho ngủ đỡ giật mình, sợ sợ nữa anh Bảy đòi. Đấy. Uy tín chưa? Phát nổ ngay. Không hề đơn giản đâu. Điện đóm ngon, xăng cộ ngon, lổ ga là không có khói. Chạy là vào số là chạy. Vâng, em sẽ đi quay những con xe Dream giá vừa tiền phục vụ anh em nhá. Đây, khách mà hôm nọ vừa rồi là ở Mỹ chốt con xe này thì anh ấy có bảo là bảo quản thật tốt cho anh ấy, thì em cũng rút kinh nghiệm một số những cái xe mà em để lâu ấy thì em cứ cho lên trên này. Đấy, anh ấy bảo là không biết lúc nào anh về anh lấy được. Thì anh ấy mới bắn cho ứng 10 triệu. Thì cứ nhấc lên đây cho anh ấy đã. Đấy, yêu cầu lắp gương này và yêu cầu bọc vải đỏ này và yên này, yêu cầu lắp yếm. Những yêu cầu này của anh đã được đáp ứng nhá. Nếu anh có đang theo dõi đường live này thì cũng mong anh xem và đấy, ghi nhận là Tuấn Hà đã tất cả những cái gì anh yêu cầu đã được thực hiện. Vâng, Tuấn Hà thì rất trách nhiệm và uy tín với lời nói của mình. Không có chuyện mà thành công như thế này được mà nếu cái chuyện mà nói một đằng làm một lẻo đâu anh em ạ. Tất cả những cái thành công của em đều dựa trên uy tín, chứ không lằng nhằng được. Nhưng mà nhiều lúc cũng phải xin thưa với anh em là tiền nào của đấy. Chúng ta đến với nhau tình cảm quý rồi, thế nhưng mà cũng phải hiểu với nhau là giá trị mà chúng ta mua, chúng ta ít tiền quá thì đừng đòi hỏi nó quá cao. Đấy. Đấy. Em lại giới thiệu một con xe giá nó chỉ có 14 củ, ngày hôm nay được giảm giá thêm 5 nữa. Thì còn có 13 củ dưới. 13 củ dưới thôi, rẻ quá anh em chết đấy. Ừ, cái mình ở trên núi thì bạn con ngựa này thì tốt một tí rồi, nhưng mà thằng chủ nó không thích chăng nữa là bán rẻ ơi. Thằng chủ không có cỏ cho ăn ơi. Đấy, Honda rất ít này các anh em này. Ơi. Đây, anh em bảo là cái này họ làm bằng cái gì mà sao nó vàng thế nhở? Một 35 côn tự động có đâu anh? Có mỗi con gọi là đời 2010 thôi. Đây. Anh em thấy cái thằng tặc ở trên lưới này nó trăng như ở ngửa thế này, nó nói thế có đứng à? Ừ, lại cứ bảo là cái thằng kinh thì vẫn có mông, thằng mông thì vẫn có kinh à? Cái người kinh với người bông thì đều giống nhau ơi. Thứ nhiều lúc cứ phân biệt thằng kinh thằng mông là không tốt mấy ơi. Ừ, cái anh cứ đi lên cái bảng thì không nói à? Cứ bảo là mày là cái thằng mông à, nhưng mà nó bảo là ô vợ tao là mông nhưng vẫn có kinh à, không đùa được đâu. Xem xe 67 em anh ơi, em quay lẫy rồi, còn các bác mà chưa chốt được thì em lại quay tiếp, thế được chưa? Đấy. Bây giờ lại vào quay 67 tiếp nhá. Bác nào chốt thì chốt luôn trên này để cho nó máu này, giá thì ngon bổ rẻ quá là rẻ luôn. So với lại mà những gì chúng ta được chứng kiến cái xe này nó hoạt động thì ở Việt Nam mình ấy thì nó quá là nổi tiếng rồi, nó là huyền thoại của các huyền thoại rồi. Không phải đơn giản. Đây là một chiếc xe. Đây, em sẽ bật cái đèn flash này, em soi cái số máy cho anh em xem nhé. Đây. Số máy zin nhá, không phải là ghép số hay là đục đẽo gì anh em nhá. Đấy, SS50L. Đây,
E50 cái khung thì đương nhiên là phải sơn lại vài lần rồi. Cái con chưa đổ xăng đấy thì anh em phải dép IB cho em, chứ em không trả lời trên này đâu, trả lời trên này thì gạch đá nó bay vào vèo, anh không thông cảm vỡ hết màn hình. Tiếp luôn chưa là zoom. Đây anh em nhìn chữ Made in Japan này, cái này là zin này, chắc chắn hơn trăm trăm phần trăm là cái này là zin rồi, cái này cũng zin rồi. Thế còn cái lõi ở trong này thì không biết nhá, cái mình không biết rồi. Không biết à. Anh em có cái gì thì anh em xài cái đấy rồi, giá có 32 củ, à quên, 32 tờ ơi, 32 tờ mà còn được tặng lại một tờ trong ngày hôm nay nhá, giá này còn cả bao ship ra anh em nhá. Thì anh em biết là nó giá nó rất là kẹo mềm, à mềm như kẹo cao su ạ. Anh em chơi ủng hộ tớ Hà nhá. Đây giá này, biển này, ui đẹp chưa, tài tài lộc, ui giời, đăng ký zin theo xe. Đây quay alpha, anh em là chốt nào, anh em là chốt chưa, cái này nhìn đẹp phết này. Ấy ui vẫn còn đẹp nhá, hoạt động hết, xi nhan đèn còi đầy đủ hết, không thiếu chức năng gì cả, đạp cát lổ ngay. Đấy, khóa xăng rồi nhé, không thể mở xăng nữa, bật điện này đạp phát lổ luôn. Bảy mươi tây linh, 82 đẹp nhất, thưởng 150 củ đây nhá, anh chuẩn bị tinh thần đây. Nào bác nào ủng hộ em đó. Vâng, 16 củ được lọc lại một tờ. Cứ để cho lổ hết xăng thôi nhá. Đấy, thằng nào khóa chế thôi. Đấy, anh em là chốt thì cứ tinh tinh số dép nào của em là 0965186336. Đấy, cái số này là số tài khoản luôn. Đây các bác cứ liên hệ em số này nhá. Ui anh ơi, anh con xe đến nó mới lắm, có gì mà xem nó như xe mới, nó như nào như vậy mà không có lỗi lầm gì cả. Tuấn Hà bao lỗi cho anh em luôn, cái xe thời trang thì anh bảo là bây giờ có cái xe mới để so, anh em mang ra cửa hàng so nó chỉ có gọi là bụi bặm hơn thôi, cứ cho ra hết so chắc thoải mái, có 5.000 thôi. Alpha màu cam con đấy của khách, có phải của em đâu, khách gửi 2 năm nay chưa lấy, chả hiểu cái gì. Cho xem min này, min có mỗi con, xem mọi người ở đây, anh mấy trăm người có mỗi người thích xem min này. Đây min có cái này zin này, có cái này zin này đấy. Còn anh em bảo máy có zin không, zin cái cục pin cái loại động cơ hay kỳ này không zin được đâu, kể cả cái xe chưa đi bây giờ mà không lổ được máy, khéo vẫn phải bổ ra mà có phải ráo hơi ra mà gọi là gỡ hơi mấy piston ra, nó dính vào nhau. Động cơ 2 kỳ nó khác cái động cơ 4 kỳ anh em ạ. Cái này mà để lâu không đạp lổ á, hơi mấy piston nó dính vào nhau đạp không được luôn. Ôi anh ơi, anh hỏi hồ sơ thì nó là vấn đề bao lâu, nó còn phụ thuộc vào cái gì ở đâu nữa, xe anh mua là xe gì nữa, còn có chủ ở nhà hay là chủ đang đi nước ngoài nữa. Đấy, chả thấy hết xăng gì cả, tôi tắt đi cho nó đỡ mùi. Đấy, cứ lổ cứ khịch thế này thì bao giờ mới hết xăng được, có mỗi 16 củ mà sao lại lổ tít thế nhỉ. Quay 14 củ của bạn ơi. Đây quay. Đây à anh ơi, H1 đấy của em bán có xe và đăng ký thôi, em đã lỗ 10 củ thì em không nói đến hồ sơ đâu, hồ sơ là bác phải giả 2 củ nữa mới làm việc được. Đấy, hồ sơ 2 củ mới làm việc được,
Còn em đã lỗ 10 củ rồi. Còn bác mà muốn cho em lỗ nữa thì thôi, bác bỏ ý định đi, em bướng lắm. Già rồi, bướng lắm, nói không nghe đâu. Cãi phèng phèng luôn. Đây. Em vào đây. Đấy, test cho anh em xem cái đồng hồ nhá. Đấy, vẫn hoạt động bình thường nhá, chết cái quy thôi lại lỗ tiếp. Đây, total có 6.000 thôi, 5.000 là hơi sai nhá, 6.144 km. Giá bán công khai trên live là lỗ 10 củ là còn 55 củ. Đấy. Bao là lốp hai cái theo xe chưa mở cái lốp nào, chưa vá víu gì cả. Chưa có một viếng vá nào cả. Ok anh Bảy, em vẫn để chơi thôi mà, em vẫn đang chờ anh đấy. Những con xe đấy của em thì em ngủ trên cao nguyên luôn, em có bao giờ phải lo lắng gì đâu. Kệ. Cuộc đời là còn không phải suy nghĩ đến những cái đồ chơi. Bán ngày nào thì là nó đắt hàng ngày đấy, còn chưa bán thì gọi là nó hàng ế. Ế thì mình được ngắm thôi. Vợ con có mắng mình đâu mà mình nò. Đây, được cái vợ em ngoan lắm, chả thấy mắng em bao giờ. Vấn đề là ế xe này, ế xe kia. Vợ em không bao giờ nhắc. Cũng vì thế cho nên là cái bộ sưu tập của Tuấn Hà nó càng ngày càng phình to. Đây. Được cái là em xin em đi mua xe dù đắt dù rẻ dù nhiều dù ít là không bao giờ phải xin phép vợ một câu. Đấy. Nếu mà phải xin phép vợ mới là xin tài khoản chuyển tiền đây thì anh đi mua xe xin lỗi là không thể nó nhiều như này được. Tối về lại cứ phải làm mấy lon bia mấy ly rượu để cho nó gọi là ngủ đỡ giật mình thì nguy hiểm lắm. À, thằng cháu trả lời tự động của chú từ nãy giờ mày không biết nhiệm vụ gì cả. Với bạn nhé. Trả lời khách hàng nhanh khẩn trương. Đây. À, bờ 99 mà không phải là 40, nó phải là trên 40 anh ạ. Em có mấy con đều là trên 40 hết. Cái con mà biển 4 số đều là trên 40 hết nhá, từ 46 triệu đến 48 triệu là hoặc là hơn và hơn thế nữa. Bây giờ Tuấn Hà sẽ lên tầng 2. Không ở tầng 1 nữa. Tầng 1 thì xem mãi thì các bác chán, các về hết rồi, các bác xuống hết rồi. Lên. Vâng, xin hơn 300 người lên cho em phát nào, chia sẻ. Ngon bổ xẻ cho em phát nào. Vâng, chào đón chúng ta là một số những tên tuổi đến từ Made in Japan và một em đến từ Indonesia nhưng vẫn là do bàn tay người Nhật thiết kế. Đây, một số những em đến từ những năm 1999-2000 Super. Xe thì có thiếu gì đâu. Đây, anh em nhìn nhá. 52 củ con này. Ui, 135 con rẻ nhất là 48 triệu bạn ơi. Đấy, chiếc này là 52 củ. Em sẽ quay chi tiết xem 52 củ của Tuấn Hà nó thế nào. Và các bác so với xe của các bác đang sử dụng hoặc các bác đang chuẩn bị mua nhá. Còn chốt bên em hay chốt của ai là quyền của bác. Đây, các bác nhìn quả đầu bò nó uy tín chưa? Màu này ấy, xin lỗi là kể cả về vùng khác nó cũng còn lâu mới xùi được. Bởi vì nó được bọc ở bên ngoài một lớp gọi là tinh hoa của đất Tây Bắc rồi. Đấy, anh em nhìn nhá, từ cái này nhá, nó vẫn còn màu nhá. Còn các bác cứ soi xem những cái xe đi nhiều, cái này ấy là nó đổi thành màu rỉ luôn à. Không còn màu đẹp như thế đâu. Đây, bác nào chốt ủng hộ em nhá, 52 củ rút hồ sơ rồi nhá, hồ sơ cầm tay nhận ngay và bấm biển nhá, không lằng nhằng không chờ đợi gì cả. Đấy, số dép nào của em bắt đầu ghim trên hình màn hình rồi đấy. Ngoài thực tế đẹp hơn nhá, lốc máy nhá là zin này, không bị sơn lại tí nào nhá. Còn cái đen này là chủ xe người ta tô vào thôi. Đấy, các bác muốn nó đen như này thì em bảo các bác luôn là đơn giản lắm, chỉ cứ đi mua cái lọ sơn dầu 10.000 ấy, xong bắt đầu là chúng ta lấy cái giấy gọi là giấy nhỉ, lấy cái giấy đấy, giấy vệ sinh hoặc là cái chổi lông chúng ta tô cho đen cái chữ đi thì nó sẽ lem nhem ra ngoài đúng không. Nhưng mà cái xăng này
đấy là nó trị được cái sơn dầu, sơn dầu nhá, chứ không phải là sơn Putin nhá, sơn sơn mà nó có pha bằng acetone ấy, là sẽ chúng ta sẽ tẩy đi, nó không không đi mấy, thì chúng ta lau bằng sơn dầu thì phát một là cái chữ nó đen đẹp này đấy. Zim lùn đẹp em có, nó giá hơn 40 anh ạ. Đấy, con xe này em đang chia sẻ lốp với anh em là xe chạy hơn 2 vạn, chủ xe mới thay một đôi lốp và giá của em nó là 52 triệu. 52 triệu em bao ship bao hồ sơ cầm tay à. Đảm bảo là uy tín nhá. Máy đi không ngon không lấy tiền. Bảo hành cho anh em sử dụng. Lỗi gì em chịu trong vòng 2 năm. Về động cơ nhá. Các bác đừng có động vào những con ốc này của em này, bốn con ốc đầu bò này, không được em động. Đấy. Bốn con ốc đầu bò là bất khả xâm phạm. Dầu máy nhớ 2000 cây là tối đa thay một lần. Thì em cứ bảo hành cho các anh em phá 25 hỏng em chịu. Vì sao dám nói như thế? Vì em bán quá nhiều những con xe máy nguyên nguyên bản thì nó đều chất lượng. Chỉ sợ mỗi quên thay dầu hoặc lội nước thì chịu. Bị nước vào dầu thì cái gì nó cũng hỏng. Em mời anh em ngắm một con xe đến từ đất nước mặt trời mọc này. 70cc nhá. Đăng ký tên em. Hàng vẫn ế thâm niên ế dài hạn. Đấy, có chữ Make in Japan cực kỳ uy tín đấy. Hôm nay có bạn mời em con xe mà 50cc mà mốc nó sùi hết cả lên, em sợ em chả chơi. Để về để nó lại cứ mọc lấm mọc nhĩ ra nguy hiểm quá. Em Tuấn Hà thì rất nhiều xe, nhưng mỗi tội đến với em là thành ra những sản phẩm là em lựa chọn nó cũng hơi kỹ tính, thành ra là giá nó cũng không được rẻ. Chứ nếu mà nó rẻ mà nó bán như mình bán mà như kiểu là hàng rau ấy, thì nói thật với anh em là không có bộ sưu tập lớn như vậy được. Tất cả những con xe nó mua về đều bán được hết thì không còn những cái xe mà làm ở đây mà để mà cho các bác chiêm ngưỡng đâu. Bởi vì những con xe em bán ra thị trường ấy, nó thường thường rất là đắt. Nó đắt ở cái chỗ rồi đây. Anh em nhìn một con xe như thế này, tôi hỏi rẻ ai, 25 triệu thì không mua được con nào trên tầng 2 này. Em nói anh đừng buồn, bây giờ 25 triệu thì mua Alpha mới rồi đi, hoặc GX đi cho nó lành. Chứ còn Dream thì anh phải chơi tươi tươi tí. 25 triệu mà đòi hỏi là phải zin nhiều thứ, tất cả mọi thứ đều zin thì xin lỗi anh cất tụi em tiền. Em bán hàng không phải kêu đâu, mẹ không phải không bán, nhưng mà bán không nổi, tầm tiền đấy em không phục vụ được. Thỉnh thoảng có con ít tiền đăng lên thì anh em chốt nhanh quá. Đấy. Đây con xe này 2005. Giá trăm mấy chục củ ấy, chứ không phải là mấy chục củ đâu. Đấy, anh em nhìn. Nói để cho mọi người biết là Tuấn Hà chơi ngông phết đấy, không phải dạng vừa đâu. Nhiều anh em lên bình luận bảo Tuấn Hà thứ hai thì ai là chủ nhật. Thế nhưng mà em không cần chủ nhật thứ hai gì cả, em chỉ còn em chính là em. Đấy, em làm những gì em thích, mua những gì em thích. Và thích là bán, không thích cũng không cần bán luôn. Đấy. Thế mới là sướng, cuộc đời sống có một lần thôi. Đam mê bất tận, và nói thật là cuộc đời có những cái quyết định rất tuyệt vời. Anh em chốt con này nhá, 46 triệu này. Hàng máy zin nhá, máy bao đỉnh cho anh em luôn, không phải nghĩ, bốn ốc đầu bò bất khả xâm phạm. Đây. Cái này chỗ này có bị tiểm tí từ đây xuống này, em nhìn thấy chỗ này bị tiểm tí nhá. Khai thật luôn. 1999. Xe này 1999. Nan hoa khá. Nói chung là đẹp thì không phải là quá đẹp nhưng là khá đấy. Lốp máy tuyệt đối không bị sơn lại. Cháu Đạt bình luận ít thôi, thỉnh thoảng mà bình luận. Bình luận nhiều quá nó nổi lên nhìn nó rối mắt, không đọc được. Anh Minh Thư 204 em bán rồi còn đâu. Bác lên like, bác thấy em đăng này là bác phải chốt ngay 24 bán luôn, không còn đâu. Ui, đấy, lời động viên của Lick Zalo, cầu mong mọi việc sẽ êm xuôi theo ý mình, cầu mong cuộc đời này không quá nhiều vất vả và bon chen. Không, đấy là cầu mong thôi nha, cuộc sống đôi khi không giống cuộc đời, không như ý muốn của chúng ta đâu, nhiều lúc nó vẫn có những cái cuộc gọi là bẻ lái ngoạn mục. Nếu mà người thuyền trưởng không biết bẻ lái thì sẽ đâm vào đá hoặc mắc cạn.
Nên là cuộc sống của chúng ta hãy tự coi chúng ta là những người thuyền trưởng. Đi đến đâu, muốn thế nào, không thể là do người khác được. Đấy, là phải bản thân mình quyết định. Không ra quyết định thì đợi, đấy còn lâu mới có kết quả. Cúp 70, em vừa quay xong, bác tra xem, bác nhắn giúp dép nào cho em đi. Bác thích cái loại nào, bác cứ dép nào cho em cái là em sẽ phun hình ảnh và video cho anh. Đấy. Đây, lại giá 4x đây, gym Thái 4x đây. Đây. Vâng, cảm ơn anh Dung Lục Dương Sport. Em Tuấn Hà Lào Cai, chả có gì ngoài xe. Nhiều lúc tiền không túi, tiền không dính túi nhưng mà xe thì lúc nào cũng là rất nhiều. Ngập nhà. Trình bày với các bác là số xe này không nói đến tiền. Thế nhưng mà để có cái mặt bằng mà bày được những cái xe này là em đã phải bỏ ra hơn 20 củ to rồi. Đấy. Chưa nói đến tiền để dinh các em nó về đây để ngắm nữa. Nên các bác ủng hộ em nhiệt tình vào. Không có là Tuấn Hà không phục vụ được các bác nhiệt tình đâu. Có thực thì mới vực được đạo. Nói phét hay nói gì thì nói mà không có tiền hay là còn không có hành động thì sẽ không bao giờ có kết quả như thế này cả. Đấy. Không lý do gì đơn giản mà. Nhiều người bảo là thằng này nó buôn bánh mì. Không, em không buôn bánh mì đâu. Bởi vì cuộc sống thì nói thật với anh em là có một lần thôi. Mà sống theo kiểu rình rập nguy hiểm, mình không chơi, mạo hiểm nguy hiểm lắm, không chơi. Đấy. Tuấn Hà thực sự là cũng rất là có duyên với cái nghề gọi là bất động nhưng mà lại là tài sản. Đấy. Thành ra là có tiền để mà chơi những cái này các anh em ạ. Chứ còn nếu như mà chỉ chờ vào các em nó thôi thì có nhiều con như cái con SHMO kìa, nó báo đến 10 củ ấy, thì cũng nhanh có tiền mà mua các em nó lắm anh ạ. Đấy, Su Hào bắp cải thì em SH trong năm vừa rồi thì em bán con nào cũng đoàn nỗ hết. Bán 10 con thì lỗ 6 con. Em chán là mất niềm tin với SH rồi. Bây giờ còn một con... Còn một con nữa cũng xác định là lùi sâu đấy. Đấy. Đau đầu lắm, mấy con su hào là em vừa rồi lỗ 7 củ. Tâm sự với anh em thế. Cái loại xe thời trang là chán rồi. Đấy. Chứ những cái xe mà các bác nhìn ở đây ấy, thì toàn những loại xe mà để lâu không đụng hàng. Tốn hàng cũng liều chả sợ đâu. Đấy. Đấy như con xe này các bác biết like của em đấy, em mua hơn 100 củ mà cũng lâu lắm rồi đây. Nhưng cái loại này còn đâu nữa mà sợ. Kệ chứ. Chưa bán thì nó nằm đây. Bán rồi thì là mất. Còn lâu mới gặp lại được em nó. À, chào anh Công Dương Công Tài. Anh em ạ, không nói đến tiền đâu mà có đến năng lực và nội tâm để mà sở hữu, để mà đam mê được cái dàn như này thì vượt qua rất nhiều áp lực. Và cũng rất may là em được một người người đồng hành, người bạn đời của mình rất là ủng hộ. Rất là ủng hộ nhá, không bao giờ phản đối những cái việc chồng làm, rất là yêu chồng yêu con, không có phản đối gì cả. Đấy. Nên là Tuấn Hà cũng rất là yên tâm để mà vững bước trên con đường mà đam mê của mình. Các bác có thấy điều đó là quan trọng không? Gia đình mà nó không thuận, lục đục, không làm được cái gì đâu. Gia đình phải là cái gốc. Đấy, người phụ nữ của mình quan trọng lắm. Nếu không quan trọng thì... Nếu mà chúng ta không quan trọng cái gia đình thì tất cả những gì chúng ta làm được nó sẽ đổ sông đổ bể hết. Em nói vậy có đúng không anh? Với kinh nghiệm và với những cái gì mà Tuấn Hà đã trải qua, Tuấn Hà nói như vậy các bác có thấy đúng không? Win rẻ nhất hiện tại Tuấn Hà đang có là 58 triệu nhá. Và không phải con này là 88 triệu. Tại sao em thích số 6 và số 8? Bởi vì những cái số này nó nghe nó cũng mát mát tai ấy. Nghe nó cũng thinh thích ấy. Đấy. Cảm ơn anh Tuấn Thịnh, một lời chúc tuyệt vời. Những lời chúc nó không giúp gì được chúng ta ngay lập tức, nhưng về lâu về dài nghe nhiều chúng ta cảm thấy là động lực mạnh mẽ cho cuộc sống để chúng ta luôn luôn hướng tới những điều tốt đẹp. Vâng, em chúc tất cả các anh
khi nghe và xem được video này luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, niềm vui và may mắn, hạnh phúc trong cuộc sống. Những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với tất cả chúng ta. Tuấn Hà nói như vậy, các bác có vỗ tay một cái không nào? Chấm cho Tuấn Hà phát nào? Thật sự là hôm nay có mấy lon bia nói nó rất là sung. Rất là sung. Đây, một sản phẩm nữa, giá nó chỉ có, để em xem con này bao nhiêu nhá. Con xe này cũng lại là 48 triệu bao ship hồ sơ, không rút hồ sơ, giảm 2 triệu. Vâng, hôm nay tiếp tục giảm thêm 2 triệu nữa. Con xe này em đã đăng lên ngày hôm nay. Đây anh em nhá, con này có đăng trên này. Vỗ tay anh em ơi. Vỗ tay thưởng cho em Tuấn một cái nào. Thật tuyệt vời khi chúng ta đến với nhau, được nhìn thấy nhau, được tương tác với nhau. Bây giờ mạng xã hội rất tuyệt vời, đưa chúng ta dù xa nhưng mà lại gần. Các bác ở trong tối, còn em ở ngoài sáng, các bác nhìn thấy em hoạt động, có cái gì các bác nhìn thấy luôn, nhưng em chưa chắc đã nhìn thấy bác. Cuộc sống là luôn luôn mong ngóng chờ đợi những điều tốt đẹp, nhưng chúng ta phải hành động. Không hành động sẽ không bao giờ có những cái gì đến với chúng ta cả, chỉ tốt hay không tốt nó cũng không đến. Đấy, nên các bác mà thích thì hãy chốt thì mới biết được kết quả Tuấn Hà nó nói thật hay nói sai. Đấy. Đây, xin mời bác và xin mời tất cả các anh em, gần 400 anh em theo dõi, là chiếc xe này là chiếc xe 70cc đẹp nhất mà Tuấn Hà là cai đang sở hữu nhá. Hiện tại là em nó sản xuất năm 1999, đến từ đâu ạ? Dream thì hiện tại shop đang có giá từ 29 triệu trở lên, cho đến những con đắt Super Dream giá gần 200 triệu. Các anh không tưởng tượng được đâu, nếu như chưa nghe và chưa hiểu, không thể tưởng tượng được là tại sao Honda Super Dream ngày trước bán 18 thì bây giờ gần 200 củ. Ui giời, ảo. Cuộc sống nhiều lúc bảo ui sao ngày ảo ma Canada thế, chứ nhưng nhiều lúc nó ảo đâu, nó vẫn là thật đấy. Ok anh Thảo Nguyên. Hôm nay Tuấn Hà rất là nhiều năng lượng, nói không biết mỏi mồm luôn. Rất là nhiều năng lượng. Không phải lúc nào mà mình cũng có thể nói được những cái câu từ nó chuẩn và nó lét, nó thật như vậy đâu. Đây, một con xe nó nguyên bản từ như thế này. Đây. Nó không phải là một chiếc xe quá xuất sắc như những gì mà nhập từ bên kia biên giới về, qua Campuchia về. Thế nhưng mà đây là một chiếc xe hải quan chính ngạch hoàn hảo. Hoàn hảo nhất mà từ trước đến giờ Tuấn Hà mua được. Đấy, còn có cái này các bác biết làm gì không? Đấy. Chống. Đấy, cái này để mở cái này. Nó vẫn còn theo xe mà. Đấy. Ngày xưa nắp cái này để chống mất cái cúp. Đây. Các bác nhìn thấy bụi không? Rất nhiều tiền nhưng mà Tuấn Hà vẫn phải để bụi. Vì đợt này là cũng không dám lau nhiều, bởi vì là đợt này hành lang vỉa hè ở Lào Cai đang lát đá. Các bác nhìn này. Đấy. Nó gần như là mới tinh. Nó chỉ mỗi là thời gian này. 1999 hải quan chính ngạch. Anh em nhìn cái chân chở chân này, giẫm phanh. Nó cảm thấy nó gai góc, nhìn nó kinh khủng. Lúc máy không có điểm trừ luôn. Đấy, km em nó đi được bao tua tời nhá. Cây số zin. Đấy, giá tiền nó cũng như thế này anh em ạ. Nhưng mà một nó là củ to, không phải là củ nhỏ đâu. Vui thì chơi, không vui thì cứ để ngắm thôi. Cuộc sống này thật là nhiều lúc cũng hơi bị bất ngờ. Cái bất ngờ lớn nhất là đến giờ này em vẫn không hiểu tại sao mà em lại có một cái bộ sưu tập nó nhiều xe và xe chất lượng nhiều như thế này. Làm mơ cũng không mơ thấy một giấc mơ đẹp như thế này. Tâm sự thật với các anh luôn. Em cũng say say phê phê đấy, nhưng mà những lời của những người say nói ra là những người thật đấy anh ạ. Như không phải là nói dối gì các anh đâu.
Đây, sản phẩm này giá 68 triệu này. 1998, biển Hà Nội 4 số. Anh nào quan tâm thì nhắn cho em cái mã Hà Nội 4 số cái là em sẽ gửi lại nhé. Đấy. Nhiều lúc đi đâu về nhớ nhà, về nhìn thấy các em nó và đứng chào to. Xin chào các tình yêu nhé. Bạn thằng này khùng, không khùng không làm được thế đâu anh ơi. Không khùng như em là không làm được thế này đâu. Cái máu liều trong người nó quá là ghê gớm đi. Các anh chỉ chơi 5 7 con đến 10 con, hơn chục con là nhiều, nhưng em thì có tập bộ sưu tập của em đến mấy trăm con. Đấy, vừa rồi Covid cô veo nhiều người bảo ôi thằng này nguy hiểm ơi, thằng này nó ăn đông này nó chết rồi. Thế nhưng mà đông thì làm gì dám mua về mà chơi thế này anh. Thật sự đông thì đông ít thôi, có đông nhưng đông ít thôi, chứ đông mà tất cả những cái chỗ này mà đông thì xin lỗi là ngân hàng người ta đè cho không trượt phát nào. Nhà của em thì thành nhà người ta lâu rồi. Ngân hàng xung công quỹ lâu rồi. Tuấn Hà làm gì đứng đây mà chém gió được trên đất nhà mình nữa. Phê phê nói càng chuẩn. Đấy là anh chuẩn thôi chứ em phê mà nó líu hết cả lưỡi. Làm sao mà chuẩn được. Trông thế thôi chứ nhiều xe lắm. Không nhớ hết được anh. đấy, thế nhưng mà đấy, không thấy hành động đấy, đồng ý bán rồi đấy nhưng không, 180 không bán, 190 bán luôn đấy. Đấy, hôm qua có bạn Tây đến ngắm con xe này thích quá, nhưng mà bạn ấy có mỗi 15 củ thôi. Thế nào mà bạn Tây giờ tưởng cái gì quốc tịch USA mà đến đây mua cái xe câu 25 củ rồi mà còn không đủ tiền mua, cứ đi đi lại lại hai lượt liền, làm em tiếp cả buổi chiều hôm qua, còn cứ phải mang chị Google ra để dịch chứ. Để xe không bị han thì bạn cứ như này nhá, bạn giúp mình này. Dầu ở trong động cơ này đơn giản nhất này, cái dầu bôi trơn trong động cơ ấy. Thì bạn hòa thêm tỷ lệ 50% dầu diazen là dầu đổ máy lổ ấy, công lông ấy. Bạn hòa ra xong rồi bạn phun lên những cái phần sắt là hoặc đầu bò này. Nếu mà xe Dream Thái thì bạn trừ cái lốc máy ra cho mình, còn chỗ nào cũng được nhá. Trừ cao su mới là lốc máy ra là ok, còn những cái khác cao su mới lốc máy là nó không thích dầu, còn những cái khác thì bạn cứ phun thoải mái đi. Thế bạn để không đi thì cũng phun nhé, còn nếu mà bạn đi thì phun nó cũng không giá trị, đi chúng ta đi nó lại trôi mất. Đấy. Đấy, quay trở lại cái việc mà bạn Tây hôm qua bạn ấy đưa cho mình xem cái passport của bạn ấy là đến từ USA. Cứ tưởng là thế nào chứ bạn ấy thích cái xe này quá mà bạn ấy không đủ tiền mua. 25 củ ấy. Bây giờ Tuấn Hà lại lổ cái xem nó nổ được nhá. Rồi đấy, bật chìa khóa suốt này. Yeah, không lổ luôn này. Ôi, hôm qua đi hết xăng rồi. Đấy, con xe này là Honda Phantom, giấy tờ xịn nhá. Nhiều anh em hỏi giấy tờ có xịn không? Giấy tờ xịn luôn. Honda Phantom nhập khẩu về Việt Nam đường chính ngạch luôn. Giá có 25 củ thôi. Anh em nào ủng hộ Tuấn Hà nhá. Đấy. Con xe này trước là em bán 38 triệu rồi. Thế nhưng mà cái anh ấy là anh ấy không lấy nữa, anh ấy đổi sang con Suzuki GZ. Thế thành ra là anh ấy bảo là thôi thì cũng được ngắm lâu rồi, anh ấy chịu lỗ. Thì bây giờ Tuấn Hà lại bán, anh chịu lỗ xuống rồi, giờ Tuấn Hà chỉ bán 25 triệu thôi. Đây, Tuấn Hà lại mới mua được con này. Anh em nhìn cái yêu không? Nhìn cái biển yêu không? Đấy, 5VT2 nhá. Vành đúc 5 đao này. Cái loại vành đúc này thì nó là siêu bền và siêu cứng, không biết méo là gì, kể cả sập ổ gà luôn. Đây. Còn bác nào thích 8270 biển 8289 luôn này, em có một con nhá. Màu xanh lục, cái màu này hơi bị hiếm nhá, màu dưa hấu này. Có xe MWK mình chưa hiểu lắm. Cái màu này rất là đẹp luôn này. Ngày mai sẽ cho ra chụp ảnh.
chưa có ảnh. Đấy, Tuấn Hà nhiều xe lắm, chả có gì ngoài xe, chỗ nào cũng xe. Nhà của em là gần 300 m² một sàn mà kín hết xe. Mua hết xe đẹp Phú Thọ. Có thằng em nó chuyên đi gọi là gom cho. Chứ nếu không có thì cũng không mua đâu. V2, V2 mình có một con 17 triệu 500 đấy. À đâu, V1 chứ. V2 đây. Đấy bạn ơi. V2, V3 đây này. Đây. Hai con V2 hai bên, còn một con V3 ở giữa này. Xe quay ở bạn ơi. Chào anh Trần Đức Luyện nhá. Xin chào tất cả các anh em. Cho Tuấn Hà gửi lời chúc tốt đẹp đến tất cả các anh em đang xem live. Chúng ta luôn luôn cần có những lời chúc tốt đẹp để cuộc sống này đẹp tốt hơn. Đấy, sống với những năng lượng tích cực để cho cuộc sống này luôn luôn tươi cười với chúng ta. Khi nào mà các anh em mà thấy khó khăn, cứ nhớ đến lời Tuấn Hà nói. Cuộc sống luôn luôn có cần những điều suy nghĩ và làm tích cực. Suy nghĩ rồi nhưng phải làm nhé. Suy nghĩ rồi mà không làm sẽ không bao giờ có kết quả tích cực cả. Trước tiên là phải nghĩ, nó hình thành ở trong đầu chúng ta đã, rồi chúng ta sẽ thực hiện, thì kết quả nó sẽ ngon lành và cành đào được. Nếu không nghĩ được thì làm sao mà có kết quả được, đúng không ạ? Em nói thật với anh em là biển số Lào Cai, hai con đấy biển số Lào Cai hết bạn nhá. Giá 20 mấy triệu một con. Đấy, con xe này là đã bán rồi này. Chính thức là đã nhận cọc rồi nhá. Đây. Đã nhận cọc. Đây, anh em nào thích cái xe nào thì ủng hộ Tuấn Hà nhá. Ok, Trần Đức Luyện nhá. Xin cảm ơn khách hàng VIP. Vâng. Khách hàng đã mua xe bên Tuấn Hà mà vẫn còn quay trở lại xem kênh, là tất cả những khách hàng thực sự rất yêu quý Tuấn Hà và những sản phẩm đó đã làm hài lòng anh. Đấy, hài lòng anh thì anh mới yêu quý và quay lại xem kênh. Chứ nếu không hài lòng xin lỗi là anh cho cú đá ở mặt rồi. Đấy. Cho con xem con Phantom à? Xốp vào chậm. À, ok anh. Càng phê nghe càng thích. Ui thì anh cứ động viên em phê pha này chết. Phê pha này nghiện ngập chết. Tại sao chất kích thích lại luôn luôn là nhiều người dùng nó là như thế anh em nhỉ? Đấy. Có tí chất kích thích vào cái thì ôi giời ơi luôn nhỉ. Ok Trần Đức Luyện, đam mê nó không có tội và không phải là cứ phải chờ chúng ta như thế này thì thế kia mới được đam mê. Đam mê không chờ đợi, bởi vì cuộc sống là không đợi chờ. Hạnh phúc ngay tại thời điểm chúng ta đang nói với nhau, đang nhìn thấy nhau, là đang cảm nhận, đang thấy những điều hạnh phúc. Còn chúng ta cảm nhận thế nào thôi, chứ còn nếu như cảm nhận mà nó không tốt thì đấy là điều không tốt, lại không hạnh phúc. Đây, để em test tiếng lỗ cái xem tình hình nào nhá. Tuấn Hà thử lỗ cái xem là còn lỗ được không. Trước tiên là phải kiểm tra nhiên liệu còn không nào. Nhiên liệu còn đây. Ngồi, em ngồi đẹp phết đấy. Giảm sóc của cái loại hòn đá này thì bố của êm rồi. Đây. Giảm sóc trước, sóc sau còn zin hết nhé. Chưa bị ra dầu hay chảy dầu gì cả. Trước tiên là chúng ta sẽ phải tắt chìa khóa đi. Đạp, kéo le lên đạp mấy chưởng. Cái động cơ hai thời nó thế. Bật chìa khóa lên. Yeah.
thế thôi, trong nhà là khói anh ạ. Hôm qua đổ hơi nhiều nhớt nên là hơi khói. Động cơ này nó là phóng kinh khủng luôn. Ga này nó vọt đi như một mũi tên mặc dù nó chỉ có 150cc. Đấy, anh em nào xem con Honda Phantom này thì giá của em nó chỉ bằng có mỗi một cái ống xả của con xe Shibo Suzuki thôi nhá. Hoặc là con IAZ. Đấy. Anh em nhá. Giá của cả cái xe bằng cái ống xả của người ta thôi. Thế nhưng mà đi có khi là chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu. Con này 150, còn con kia nó chỉ 125 thôi nhá. Vành bánh này nó là nhôm phay tiện nhé, cả hai chiếc nhôm đúc tiện chứ không phải là vớ vẩn đâu nhé, không có sơn xước gì cả. Nổ máy từ nãy giờ thì anh, ô thế anh không xem like của em à? Charlie à anh? Charlie em có một con. Như sản phẩm này anh có biết là như nào không? Chưa từng đăng ký từ năm 96. Việt Nam chắc không có con thứ hai. Chắc chắn là không có con thứ hai bởi vì chủ nhật nó nằm ở đây rồi. Red X. Thôi, quay thế thôi, đi ra ngoài. Chưa đổ xăng giá 44 củ khoai. Đây, rất ít đây. Honda rất con bà ít đây. Đấy. Bây giờ Hà Nội là không cho đăng ký những cái xe hai thời nữa rồi anh em nhá. Nên là anh em mà có xa Hà Nội mà có mua xe hai thời giờ này chỉ để nguyên là đi thôi. Chứ còn Hà Nội là không cho đăng ký xe hai thời nữa rồi. Bởi vì sao? Bởi vì là lượng khói nó ra nó làm ô nhiễm môi trường. Cho nên là Hà Nội không cho đăng ký nữa rồi. Đấy, đây là một con xe là 2013 mà chưa từng được đổ xăng lần nào. Đấy. Còn đây Honda rất ít yên 6698 này, 89H4 6698. Honda rất ít. Anh em xem vậy thôi nhưng mà cũng còn nhiều người cân đối lắm. Hôm qua em đăng lên mà nhiều người xem, người bình luận lắm nhưng mà toàn anh em cân con bà đối đấy. Chứ không có anh em là tên là con bà chốt cả. Góc bà chốt cả. Em là em cứ muốn là anh em phải có họ hàng với ông góp bà chốt của Liên Xô, góp bà chốt. Ôi cá mình có một cái 18 triệu và một cái 44 triệu, bạn chọn cái nào thì mình, bạn nhắn tin dép nào cho mình cái thì mình khắc gửi cho. Đây con này 18 củ đây, con này con 44 củ làm bên phải đây, con này có 18 củ, 2006 tất nhá. Bao anh em là sơn nhựa zin, máy zin, vành bánh An Hoa nguyên bản theo xe. Đấy. Còn nó cũng là cũng cũ theo năm tháng rồi chứ không phải là mới tinh đâu. Những chiếc xe và những góc máy thực sự là hoàn hảo. Ok anh cũng áo em chưa mặc một lần à, anh Phong. Nó đẳng cấp lắm anh ạ. Đến giờ này mà nói thì nó chỉ là một chiếc xe ngày xưa bán 18 củ ấy, nhưng bây giờ nó gần 200 củ. Nghe nó cũng hơi bị ảo ra Canada tí nhưng mà không sao. Cuộc sống nó luôn luôn phải cần những thứ như thế để nó xúc tích cho cuộc sống này đẹp hơn. Nó kích thích cho cuộc sống đẹp hơn. Đấy, các gian trưng bày của em này. Đấy. Đấy, đây đấy, các bác nhìn thấy không? Đấy, trên tầng 3 cũng có nhá. Đấy. Các bác theo dõi em lâu rồi, tất cả gian trưng bày này là của em, mặt bằng của em nhá, không phải thuê mướn gì đâu nhá. Và tới đây là mấy năm nữa em nghỉ hưu là cái mặt bằng này là có ai có nhu cầu thuê thì em cho thuê nhá. Cho thuê lấy tiền dưỡng già về hưu. Đấy. Mặt bằng này của em là 2 ô, tổng cộng là mặt tiền là 9 mét nhá. Sâu vào là 27 mét nhá. Win đỏ sản xuất em có hai chiếc anh ạ, một chiếc 97, một chiếc 95 anh ạ. Đây, chiếc này là sản xuất năm 95 này. Đầu máy mấy con hai đấy.
Đấy, bác vừa lấy hỏi pin suốt rồi em quên mất. À cháu ơi cháu, cầm đây chú lổ xe pin nào. Bác nào quan tâm đến pin thì có FI em có một con 60 củ anh nhá. Đây Tuấn Hà sẽ test con xe Win. Win nó là đàn ông, nó là chiến thắng nhá. Anh em là cân đối thì không phải cân đối gì cả đâu. Con này có 58 củ thôi. Ngày hôm nay giảm giá 2 củ của 56, ngày mai lại 58 nhá. Đấy, rơi dép vào lỗ uy tín chưa? Anh em nghe tiếng lỗ anh em mới cứ tưởng là pháo. Em lỗ lại là nó chết máy ra. Xa cái mic ra không có là nó giòn quá. Lỗ nghe nó như pháo giang ấy. Mở khóa xăng ở đấy, bây giờ mở khóa xăng quên mất. Lên lần nữa này, bác nào chốt cho em nào. Chốt nhiệt tình đi anh ơi. Góp vào trước. Giòn lắm anh em ạ. Không biết là mở loa thùng nghe nó phê thế nào. Anh Lành ạ, anh mở loa thùng anh nghe em phê lắm. Anh Lành ơi, chưa chốt đâu nhá. Chưa thấy anh Lành tinh tinh đâu nhá anh Lành ơi. Ui dồi, phê thế. Kinh khủng. Thật là quá kinh khủng với một con xe Win sản xuất năm 97 mà lỗ nó căng như thế. Căng như dây đàn. Nhìn cái con xe này này, thấy một cơ số củ su hào của mình nằm ở đây. Cũng tốn kém lắm. Những con xe mà 2013 sao lại có nhiều người người ta giữ giỏi thế. Mua về xong rồi chả chịu đổ xăng đi gì cả này, cứ để đi để ngắm. Thế mới kinh khủng chứ này. Chả chịu đi đứng gì cả. Chưa từng đăng ký, chưa từng đổ xăng, chịu thật. Nếu biết trước ta thà mua mấy trăm con chưa đổ xăng còn hơn là ôm nhiều thế này. Nếu biết trước thì cuộc sống không có gì thú vị nữa rồi. Có đúng không anh? Đấy, bây giờ bảo tồn thì phải rơi tiền thôi, làm nào được. Xuống tiền thôi, làm nào được. Số 2 mà Vision hôm nay em không còn con nào anh. Mấy hôm vừa rồi em mua được mấy con về anh em mua hết rồi. Khách Lào Cai mua hết rồi, không còn Vision nữa. Hôm nay em phát sao đông người xem thế nhỉ, thích thế nhỉ. Đấy là do hình như là các anh đang rất là nhiệt tình chia sẻ. Không biết được mấy lượt chia sẻ rồi ta. Nhưng phải đợi tiền à, ok anh cứ đợi đi. Anh ạ, đam mê thì mình không nên chờ đợi, mà chờ đợi là hạnh phúc. Nó nhiều lúc lằng nhằng lắm. Trong câu nói câu từ thôi mà nó lại cứ cái nọ nó đá vào cái kia. Tuấn Hà rất vui và rất hạnh phúc khi mà được tâm sự và nói chuyện cho với các anh trong buổi tối ngày hôm nay, ngày Chủ nhật, ngày 10 rằm tháng 2 năm 2024. Một cái ngày 10 rằm rất đáng nhớ. Rất hạnh phúc. Khi mà con người ta hạnh phúc thì người ta sẽ cởi bỏ và nói hết những cái lỗi lòng của mình. Phải không các anh? Jupiter xám của mình là tứ quý 9 bạn nhá. Bạn cân nhắc trước khi hỏi giá, bởi vì nó ăn quả biển tứ quý 9. Nếu như bạn là người không phải cân đối về tài chính thì bạn lên chốt những con xe nó có những cái số đẹp như vậy. Bốn con số 9 đại diện cho con số đẹp nhất và cũng là con số đại diện cho những cái sự may mắn. Đấy. Ok anh, quay xe Future Leo luôn vào ngay đây. Xem thì thoải mái, xem cũng là một cách đam mê. Nhưng mà xem có trách nhiệm, xem bình luận, khuyên góp những cái lời nói hay. Đấy. Lời nói không mất tiền mua, nhưng khi chúng ta động viên nhau thì sẽ tỏa ra năng lượng tích cực. Năng lượng tích cực. Đâu rồi nhờ? Một con Honda Future Leo đâu nhờ? Để em đang đi tìm nhá, nó đang bị lạc mất rồi.
Đây, trước khi đến với Future Leo thì các bác hãy ngắm tạm con Future X này đi. Giá nó hợp lý thôi, 5X thôi. Đây ạ. 50 mấy củ đây anh ạ. Biển thì số tập đếm 2456 nhá. Các bác có thấy không? Những con xe biển số đẹp phong thủy của em là cứ phải mang lộc về, đừng có lằng nhằng với anh. Các em phải mang lộc về cho anh. Đây. Đây. Đến với một chiếc full xăng FI đến từ 2008. 2008 và bên cạnh đó là một chiếc xe win. Đấy. Còn con xe này bên cạnh là màu đỏ này là có 18.800 giảm giá lại nói đủ rồi. 18 củ 8. Còn con đen đen future kia là 60 củ. Anh em mà đang có future siêu đẹp như thế này thì cứ giữ đấy mà chờ xài nhá, đừng có bán này. Bán này là được ít tiền là người ta lừa, đưa tiền là mất xe đấy. Anh em gọi là môi giới xe là anh em khéo mồm lắm, dùng bùa đủ mọi lý do nhưng mà mất xe ngay đấy anh em ạ. Đấy. Hai mươi củ thì bây giờ là 20 củ thì mua con AB hoặc là mua con xe số thì xe số thì nó cũng ở đây có sự lựa chọn như Alpha, những con Alpha anh ạ. Đấy, hoặc là những con như thế này này. Đấy, vừa con này 2010 giờ nó 14 15 tuổi này. Đấy. Con US này 18 củ 8 này. Những con xe ít tiền thì em cứ báo giá được, những con xe nhiều tiền thì mong các anh thông cảm là Tuấn Hà cũng còn phải chơi, còn phải ngắm. Mà ai cũng biết giá thì Tuấn Hà cũng không được vui. Các bác thì những cái đồ chợ mà cứ mua về đến nhà mọi người biết giá thì các bác cũng không vui đâu. Đấy. À, bốc phét là đương nhiên rồi, bạn Hùng Lê. Mình không bốc phét cũng không được bạn ạ. Cảm ơn bạn nhé. Rất ít em đang ngồi đây. Honda rất ít. Thời lượng người nóng đá rất dài rồi. Các anh em có cần phải em nói thêm gì nữa không? Buổi tối ngày hôm nay Tuấn Hà cũng đã rất là cởi mở, nói hết những cái gì mà cần nói rồi. Thì cũng đến lúc là Tuấn Hà mệt rồi. Cho ca sĩ nghỉ đi nha. Các anh à, cho ca sĩ nghỉ nhá. Là xin phép phục vụ các anh vào ngày thứ tư nhá. Thứ tư em lại phục vụ các anh, đăng đàn phục vụ các anh. À, để cho cháu nó còn dọn về với vợ con, không có cháu nó cứ đứng đây mặt nó héo quá này. Chúc các bác chúc mừng em đi, buổi live hôm nay rất là thành công và bán được một chiếc. Đấy, còn những bác tiếp theo thì để tí nữa em check xem dép nào có nhiều bác nhắn tin chưa. Đấy, còn con xe này đã nhật cọc nhá. Đấy, cứ cộng 3 củ lên đường nhanh lắm. Đấy, đã lên đường. Em là Tuấn Hà Lào Cai, luôn luôn xin biết ơn các anh khi mà chúng ta đã gặp nhau, nói chuyện với nhau trên live. Đấy. Biết ơn các anh. Các anh là những người em cần phải được phục vụ. Tuấn Hà Lào Cai, dép nào đây ạ? Quay màu xanh dương 18 củ, bạn nhắn tin mã 18 cái, mã V18 cái mình khắc gửi cho nhá. Giờ này thì anh em thông cảm, mà Tuấn Hà cũng rát cổ rồi. Nó tùy thuộc anh Hà Duy, tùy thuộc nó là xe gì, nếu xe ít tiền thì 3 củ cũng được mà. Cọc này là để gọi là chúng ta chốt với nhau là chúng ta có mua xe, có trách nhiệm với cái việc cái chốt. Chứ còn cọc mồm không thì xin lỗi các anh em là Tuấn Hà sẽ không bao giờ hành động. Còn rất nhiều những cái kênh mà người ta đăng lên thì để lấy tiền cọc, nhưng Tuấn Hà thì không bao giờ làm như thế. Nếu làm như thế thì em cũng không biết bán cho ai lỗ số lượng xe nhiều như này. Đấy. Nên là anh em ạ, cuộc sống còn lâu còn dài. Đấy, mình còn nhìn thấy nhau trên đường đời. Thành công hay thất bại thì chúng ta cũng đều nhìn thấy cả. Đấy. Mạng Facebook, mạng xã hội là nó không che giấu gì đâu. Đấy. Xin cảm ơn anh em đã theo dõi đường live của Tuấn Hà Lào Cai trong buổi tối ngày hôm nay. Chúc anh em có một buổi tối có những giấc mơ rất đẹp.
và luôn luôn suy nghĩ tích cực, làm điều tích cực cho cuộc đời, luôn luôn may mắn. Tất cả những cái gì may mắn đang đến với đất nước Việt Nam, với một chính quyền rất tốt và với những người có bàn tay khối óc, những con người Việt Nam rất tuyệt vời. Bây giờ là hơn lúc nào hết, các anh mà đã đi nước ngoài đã có tiền rồi thì quay về Việt Nam chúng ta sống cuộc sống tận hưởng đi. Bây giờ sống sung sướng phải ở Việt Nam chứ không phải ở nước nào khác cả. Hãy về Việt Nam. Việt Nam là một nơi đáng sống và Tuấn Hà rất thích và rất vui, rất hạnh phúc khi được sống cho đất nước Việt Nam, được làm một người con của đất nước Việt Nam. Rất tuyệt vời. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại các anh. 0965 186336. Xin trân trọng, biết ơn các anh.